Fiat 500 độ Abbas 595, bản kỷ niệm 70 năm của Abbas. Ủa, bộ nghe khá phê luôn. Ghế kiểu ghế xe đua, khung carbon cực chất luôn. Wow, bé hạt tiêu luôn các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ nghe tiếng bô này. Đó, chiếc này có ngoại thất màu xám, sơn màu xám matte các bạn nhé, nhìn rất đẹp luôn. Đây là cái logo 70 năm này, 1949-2019, 595. Đó, 70 năm của thương hiệu Abbas and Collection. Đó, thương hiệu Abbas thì nổi tiếng với cái logo hình con bọ cạp với 8 chân hai bên, hai cái càng phía sau và chiếc đuôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái tay nắm cửa cũng được làm rất chất luôn. Rồi, trông như chất liệu gang ấy các bạn, nhìn rất đẹp luôn các bạn nhé. Còn sơn bên ngoài thì là sơn nhám rồi. Đó, hai cái bộ tem Abbas hai bên này. Bộ mâm này, đó, bộ mâm sơn đen với logo Abbas ở chính giữa. Bộ mâm này thì có kích thước 17 inch sơn đen, đó. Cụm phanh Brembo. Toàn hàng hiệu các bạn nhé, toàn hàng hiệu luôn. Rồi, chính là tổng thể của chiếc Fiat 500 được Abbas độ lại phiên bản kỷ niệm 70 năm của mình. Đây là chiếc Abbas 595 kỷ niệm 70 năm thành lập của Abbas, một cái thương hiệu độ xe Fiat cực kỳ chất, đến từ nước Ý luôn các bạn nhá. Đó, nhìn chất lượng luôn. Chiếc này thì được auto 568 420 lao động quân nhập về. Các bạn yêu thích hoặc là muốn chiêm ngưỡng chiếc Fiat 500 này có thể ghé thăm 420 lạc long quân showroom auto 568. Chiếc này thì các bạn nhìn như một chiếc coupe, tuy nhiên thực ra nó có thể mở mui ra, mở phần bạt ở phía trên kia ra để tạo thành một chiếc mui trần cực kỳ cá tính luôn. Đó, nhìn từ góc này chiếc này rất đẹp. Mở anh cái mui nhé. Đấy, giờ chúng ta sẽ cùng xem mở mui chiếc này ra trông như thế nào nhé. Đó, đây là 595 ECC. Cái tên này rất là khó đọc các bạn nhé, không phải đơn giản đâu. Tuy nhiên đây các bạn thấy phần mui được mở ra này. Đó, phần mui nó mở cuộn ra này. Đó, nhìn quay, nhìn chất luôn. Đó, đó thành một chiếc mui trần. Đó các bạn nhìn chưa. Tuy nhiên chiếc này có thiết kết cấu khá là nhỏ, thế nên mở mui ra chúng ta sẽ được nó chỉ kéo cái phần bạt này xuống, còn nguyên cái bộ khung này sẽ còn nguyên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy phần đây, toàn bộ khoang cabin ở bên trong này. Đó, bộ khung ghế carbon nhìn cực kỳ yêu luôn, cực kỳ chất luôn. Đó, anh em có thể chiêm ngưỡng bộ khung ghế carbon. Trời, quá là đặc biệt, quá là xịn sò luôn cho một chiếc xe bé hạt tiêu. Đó, như một chiếc xe đua luôn nhá. Đây là không gian của hàng ghế thứ hai. Chiếc này thì có 4 chỗ ngồi. Đó, bạn để quan sát, không cần mở xe các bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ không gian khoang cabin của chiếc xe, với vô lăng, với những nút cài đặt chế độ di chuyển thay cho cần số, với màn hình giải trí ở chính giữa. Đó, cái chi tiết vừa nãy mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Còn đây là cái bộ khung ghế này, khung ghế chiếc ghế phải nói là đáng tiền nhất của chiếc Fiat 500 này, Abbas độ lại phiên bản kỷ niệm 70 năm, với cái logo Abbas và logo 70 ở chính giữa ghế đó các bạn, thì chiêm ngưỡng chiếc ghế đầy đặn, nhìn cực kỳ yêu luôn, cực kỳ xịn sò luôn. Động cơ là động cơ 1.4 lít và đã được nâng công suất lên 180 mã lực các bạn nhé, 180 mã lực cho một chiếc bé hạt tiêu như thế này. To tương tự hơn một chiếc, có lẽ là tương đương một chiếc Morning, tuy nhiên công suất thì nó lại cực kỳ khủng luôn. Đây các bạn chiêm ngưỡng cái logo của Abbas này, đó, cờ ý ở đây Abbas, và con bọ ngựa ở đây với được hai nửa màu
vàng và màu đỏ ở đây. Con bọ có một cạp này thì là có màu đen. Đó, chiếc logo thay thế cho logo của Fiat, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Ý và đang thâu tóm rất nhiều thương hiệu, ví dụ như cả Ferrari cũng đang thuộc Fiat các bạn nhé. Ai xem Ford and Ferrari thì biết Fiat mua Ferrari như thế nào. Sau khi Ford đến đàm phán với Ferrari để mua lại Ferrari, mua lại đội đua của Ferrari cũng như cả Ferrari, thì Ferrari đã dùng cái lời đề nghị của Ford để đẩy cái mức giá của mình lên. Sau đó Fiat báo cáo cho Fiat rằng Ford đang quan tâm đến Ferrari, thế là cuối cùng Fiat chốt luôn với giá cao. Mặc dù không cần biết là như thế nào, tuy nhiên Fiat mua luôn Ferrari và cho đến ngày nay thì Ferrari vẫn thuộc sở hữu của Fiat. Đó các bạn nhìn từ bên ngoài, nhìn qua cái kính này, thấy cái logo Abarth 70 năm chất lượng không? Đó, còn một sự đặc biệt nữa là khi các bạn mở cốp thì phần mui này nó sẽ đóng lại nhá, trông nó dính vào nhau, tuy nhiên khi các bạn mở cái cốp này lên thì chiếc mui này nó sẽ đóng lại luôn. Đó các bạn nhìn đâu, mình ấn nút mở cốp và chiếc mui đã đóng lại, đóng lại để phần cốp nó sẽ nhấc lên. Đó, wow, rất là xịn sò luôn các bạn nhé. Chiếc cốp thì hơi nhỏ, các bạn có thể để được đâu đó khoảng hai cái vali nhỏ hoặc một cái vali to cho một hành trình gồm hai người, hai đứa trẻ, hoặc nếu không có trẻ con thì các bạn có thể để đồ ở cái không gian hàng ghế thứ hai. Mình nghĩ là hàng ghế thứ hai có thể gập được xuống để tăng cái không gian chứa đồ. Đó, thì mình đóng lại. Các bạn có thể nghe tiếng bô này, đó, Akrapovic. Và cái cản sau thiết kế rất đẹp luôn, wow, rất ấn tượng. Phần mui thì nó chưa đóng hết đâu, các bạn có thể vào xe và đóng nốt. Rồi, từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy quả ghế ngồi cực kỳ chất lượng, cực kỳ đẳng cấp luôn. Thôi, ngay cả cái núm xoay này cũng có cái logo của Abarth này. Đó các bạn, đây, núm xoay này, ngả ghế này, ngay cả cái cần số, cái bàn đạp phanh và cái bàn đạp ga này có cái chất liệu carbon và có logo của Abarth và con cá mập, quên xin lỗi các bạn, con mọ cạp ở đây. Đó, chuyển động ở bên trong nhìn rất cơ khí luôn, phong cách rất Ý luôn. Rồi, trong đây thì đấy, đang để chế độ sport nên cái nền nó có màu đỏ nhìn cực kỳ thể thao luôn nhá. Đây là hiển thị cái chữ sport thì các bạn biết nó là thể thao rồi. Ngay cả cái chỗ để chân ở đây này các bạn, ngay cả cái chỗ để chân chờ ở đây thì nó cũng có logo của Abarth, cực kỳ xịn sò luôn nhé. Đạp thử ga cái nhở, đạp thử ga xem là tiếng bô nghe từ trong cabin như thế nào nhở. Ấy, các bạn thấy không, nghe rất phê luôn nhá. Nghe cực kỳ phê chứ luôn, chất lượng cực kỳ luôn nhá. Nhìn này, nhìn yêu dã man luôn nhá. Hai cái lây chuyển số phía sau vô lăng này. Đó, nói chung là chiếc này rất đáng tiền cho một dân chơi muốn sở hữu một chiếc xe không giống bất kỳ một ai. Việt Nam hiện tại chỉ có 3 chiếc này được nhập về cùng một lúc, 3 chiếc, một chiếc sang Sài Gòn và hai chiếc đang có mặt tại Auto 568 120 Lạc Long Quân Hà Nội. Đó, mình sẽ đóng mui lại. Đó, đóng mui đây và mở mui cũng ở đây. Có chiếc Fiat 500 được Abarth độ lại này mà dạo vòng Hồ Tây thì mở mui ra như thế này chạy thì nói chung là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Trăm tám mươi mã trên một chiếc xe cực kỳ nhỏ gọn, lại còn mui trần cá tính. Ghế thì như xe đua, vô lăng cũng như xe đua, động cơ mạnh mẽ.
già đi ngược chiều rất là nguy hiểm. Chiếc xe dành cho những người biết hưởng thụ. Và tất nhiên là trong nhà cũng có rất nhiều xe để đi lại bình thường rồi. Nói chung là những phiên bản kỷ niệm như này thì không dành cho số đông, và những người nào biết được giá trị của xe cũng như yêu thích cái thương hiệu Fiat và mẫu xe nhỏ như này thì mới lựa chọn chiếc này. Tuy nhiên các bạn không nhanh tay cũng rất khó để sở hữu một chiếc như này, bởi vì sản xuất giới hạn, rồi về Việt Nam thì chắc chắn là số lượng cũng không là nhiều. Fiat 500 được Abbas đổ lại bản kỷ niệm.